Hai mọi người, hôm nay mình làm clip này nói về cái cách phát âm của ch và j. Đây phải nói là hai cái từ khó, IPA khó nhất mà mình đã từng học. Lúc trước mình cứ tưởng là mình đã biết về nó rồi, nhưng mà sau khi đọc từ package thì Google nó không nhận ra. Và đó là lúc mình phải phải đào lại cái kiến thức. Thì mình thử đọc cho mọi người, nếu mà mình không biết phân biệt được hai cái âm này thì Google nó có nhận ra được cái từ package mà mình nói không nhé. Là Google, package. Đấy, đấy là từ mà mình đã phát âm. According to Collins Dictionary, a package is a... Còn nếu đó là khi mà mình đã đào lại kiến thức và hiểu được cái cách đọc rồi. Còn nếu lúc trước là mình đọc là package, ok wow, package, ok wow, package. Đấy, thì thỉnh thoảng According to Collins Dictionary, nó a sẽ hiểu nhưng mà nó không chuẩn. Đấy. Thì cách phân biệt là thế nào? Thì mình thấy ở tiếng Anh 365 này nó chuẩn nhất này. Đó là cái bạn cái TG này thì các bạn đọc là đây chính là chữ ch trong tiếng Việt luôn. Đấy, bạn không đọc là chờ nhá, mà chỉ đọc là ch, bỏ chữ ơ đi. Được chưa? Và ở đây nó không rung. Đây các bạn đọc khi bật hơi cổ sẽ không rung. Đấy. Thì muốn hiểu là cổ không rung và cổ rung nó sẽ thế nào thì các bạn xuống đây. Ở đây nó cổ ở đây nó khác nhau, có một cái là cái trên là không rung và cái này là rung. Mình sẽ ví dụ các bạn đấy, gió, tất cả là gió mà đọc chờ chờ chờ, đấy là âm cái cổ họng mình nó rung. Có thể các bạn sẽ vẫn cứ không hiểu được, vẫn chưa hiểu được cách đọc. Thì bạn muốn hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ đọc những cái ví dụ này làm sao mà ok Google nó hiểu. Thì gần như là các bạn đã đúng, các bạn đã hiểu cái vấn đề này khi mà các bạn tự học. Ví dụ kage đi, mình sẽ đọc là ok Google cage. Thấy chưa? Nó không hiểu. Is Ok that dodge? Google. Ok Google. Cage. Rất khó gì là để mà ok Google nó hiểu. Stage. I found a few locations for Walnut Hill near you. Stage. Ok Google. Stage. Đấy, nó có hiểu một chút. Các bạn in, hoặc là ví dụ cái chữ joke. Ok Google. Joke. Why shouldn't you write with a broken Đấy. pencil? Nếu bạn đọc đúng thì nó sẽ ra, còn đọc bạn các bạn không phân biệt được hai cái âm này ấy, thì bạn sẽ ra là choke. Ok Google. Choke. Đấy nó sẽ ra choker liền. Đó Here's the là definition of choke of a person. cách mà chúng ta phân biệt, phải chắc chắn phải phân biệt được thì để cho Google nó hiểu. Ví dụ ok Google. Ginger. According to Wikipedia, ginger is a flowering plant Đấy. whose ripe. Thấy chưa? Phải biết cái đọc. Rồi thì mình quay lại cái từ. Bởi vì cái từ mình mà dẫn mình đến đây là cái từ mà mình có lẽ quá gì là
coi thường. Đó là cái chữ package mà mình thật sự là, ví dụ ok Google package đấy, mình đã đọc đúng According to Collins bởi mình đã Dictionary, hiểu a cái cách package is a đọc. small container in which a quantity of Ok something is sold. Google, package ấy, thỉnh thoảng thì According to nó Collins mình đọc sai Dictionary, nhưng nó vẫn a hiểu package is a small con. đấy. Thật sự là các bạn phải hiểu hiểu đề ấy. Ok thì mình khuyên các bạn là nên đọc cái tiếng Anh 365 này là chuẩn nhất này, và cái thứ hai là bạn phân biệt giữa rung và không rung đấy, thì bạn mới phát âm được. Ví dụ như là ginger mà bạn bạn không rung ấy thì là bạn là sẽ đọc ginger, ví dụ nó không hiểu này. Ok go ginger đấy, thấy chưa, nó không hiểu. According to Healthline, tinctures are concentrated herbal extract. Mà khi mình hiểu ra mình đọc ok go ginger đấy, khi mà mình đã đọc rung được cái âm lên thì nó đã hiểu là mình đã đọc ginger, đọc cái từ gừng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, thì hy vọng qua clip này mình đã giúp các bạn là tận dụng được cái ok Google để mà biết được cái phát âm của mình đúng hay là sai đấy, và phân biệt được hai cái IPA là ch và j. Cảm ơn các bạn đã xem clip mình.